Thưa quý vị, tính từ thời điểm 6 giờ sáng đến 18 giờ ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 43 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Các ca ghi nhận trong nước đều là các ca trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. 43 ca mắc mới ghi nhận trong nước bao gồm Bắc Giang 12 ca, Hà Nội 4 ca, Quảng Trị 2 ca, Bắc Ninh 21 ca, Hải Dương 1 ca, Thái Bình 2 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca. Đây đều là các ca mới được phát hiện trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách. Bộ Y tế cũng cho biết hiện không phát hiện các ổ dịch mới. Và theo như Bộ Y tế thì sở dĩ số ca mắc mới tăng lên là do trong mấy ngày qua, các địa phương và các bệnh viện đẩy mạnh việc truy vết các F1, F2 để cách ly và làm xét nghiệm. Bộ cũng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để tránh lây lan dịch bệnh.